Mọi người ở đây ai không biết ngồi thiền, thì giao viên cái ngồi thiền ở Houston thì chỉ có cái món này truyền lại đời và món ăn hàng ngày của quý vị á. À, mình ngồi thiền 5 phút nha, mấy đứa con canh 5 phút để thụ truyền cái món này lại như là ẩn chứng lại cho thành phố này. Bất ẩn tâm muội, cứ ngồi thả lỏng thôi, bán già kiếp già cũng được. Mình cứ thả lỏng cái thân người của mình. Tại vì trong đời sống của chúng ta, ngày nào chúng ta cũng bị chuyện này đến, chuyện kia đi, buồn vui, buồn nhiều hơn vui. Rồi gặp khó ngủ, rồi gặp con hư, rồi gặp thiếu cộng hành cộng tỏi làm cho cái tâm mình cũng xáo trộn. Thì chỉ có cái này là trị bá bệnh. Chứ nửa đêm mình cũng có thể ngồi thiền được. Mình nhìn cái mắt thứ ba, mình nhìn xuống lỗ mũi, mình nhìn xuống cái miệng. Tại mình phải làm cái động tác này để mình mở cái trí tuệ của mình sáng ra. Con mắt thứ ba là nó nằm thật sự, cái pinnacle nằm sau cái óc này. Khi mở thần thông á, nó không phải đây, nhưng mà mình muốn vận dụng cho nó mau lên trí tuệ á, thì mình phải làm cái đó để cho mình quên đi những cái chuyện lẩm cẩm, những cái vọng tưởng mà không có tránh đáng mà nó nhảy vào đầu mình. Thì mỗi ngày mình cứ làm như thế thì mình bớt tốn tiền thuốc, bớt đi bác sĩ, được ngủ ngon. Rồi cái quan trọng là mình không có giận hờn lẫy đồ vô cớ. Chuyện lớn mình mới ngồi mình nói chuyện, còn chuyện nhỏ nhỏ mình hỉ xả mình cho hết, chỉ có ngồi thiền thôi. Thì kịp chỉ dạy lại cho tất cả đại tử, các giao viên mọi nơi. Rồi có nói chuyện kiểu nào nữa, mình break time, mình ăn uống, mình cũng phải ngồi thiền một lần, hai lần. Để cho nó có cái màn hình, cho người trên thế giới ta cũng biết đây là một cái lối sống mà ở trên, người trên truyền hướng cho mình. Rồi lâu lâu đọc kinh chung như này. Ok, rồi ngồi 5 phút nha. Tâm muội cứ quán chiếu khoảng 5 phút rồi con. Để mình không có mình giữ cái tâm chặt lại, để nó không có chạy lăng tăng. Thì từ đó mình quyết định những cái sự việc nó chính xác hơn. Bớt công tiền, bớt công của, bớt bị car accident, bớt gây gỗ gia đình. Rồi bây giờ nói sáng giờ nói cũng mấy tiếng, giờ quý vị nào có câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi kịp. Rồi quý vị đặt câu hỏi kịp có thời gian làm trên này. Lúc nào tay chân đầu óc cũng còn giống như nhìn kiến vậy, băng 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 băng. Yến tha mồi về tổ, tha tháp chuyện chim hiền về tổ. Thank you.
là người đã khai nhận cho em. Em là người đã được khai nhận. Từ năm 2020, anh nói là mọi người hãy hướng về hướng Đông Bắc để mà tự mình đi, tự đốt đuốc, tự mình đi. Thì chính em là người đã nghe cái clip đầu tiên của anh. Và cái ngày đầu tiên em nghe được là ngày 8 tháng 1 năm 2020. Thì một tuần lễ sau, em đã hướng về hướng Đông Bắc. Không bàn thờ, không nghe đèn, không hoa quả. Hướng tâm về, hướng về hướng Đông Bắc. Hướng tâm về cha mẹ và bạn. Và đã được cảnh nhà. Đến năm nay, đã được 3 năm. Khi về núi Thiên Nam Sơn thì em mới cảm nhận được tài chính. Mình thành tâm làm những gì anh đã nói, hướng những gì anh đã hướng dạy cho mọi người. Thật tâm mình hướng về cha mẹ, mình sẽ được tất cả. Và hiện nay phải được trong vòng 3 năm, em cảm thấy được tình em đến gia đình và tất cả một cách đều có sự thay đổi. Mọi người ơi, hãy tin những lời anh chị nói, đó là điều rất là thiêng liêng. Cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng có trên lòng chúng ta. Chư Phật, các tất cả các gì đều có chung quanh chúng ta. Chúng ta thành tâm hướng về thì chúng ta sẽ được cảm nhận hết tất cả. Xin mọi người hãy làm theo lời anh chị và hãy theo những gì mà anh chị nói để chúng ta trở về với cha với mẹ. Đó là cuốn đường chúng ta khởi nghiệp như vậy về của một người thôi. Hôm nay em đến đây và ta để gặp được anh chị, em xin chân thành tạ ơn anh chị tham gia nhiều lần đã cứu cho em cuộc đời của em để em sẽ khởi nghiệp được một ngày như vậy. Xin cảm ơn. Em tên gì? Ông Hải Âu. Em xin ông Âu dạ. Ông Âu là mình để dĩa nha. Tại vì mới nãy mình nói rồi, 188 cái clip nó có 1 triệu lời, bây giờ trở thành số 0, không có lời nào. Là kiện mong tất cả cộng đồng mạng 100 triệu dân từ Nam Trung Bắc, từ người nói chuyện lưu lót tới người doanh nhân, dĩ nhân, thánh nhân, tất cả và 6 triệu chim hiền hải ngoại, đừng tin những gì Kiệt nói mà hãy nhìn kỹ những gì Kiệt làm. Mình bắt trước cửa bác Thiệu mình á. Hả? Thì bây giờ tự nhiên người này kêu tin anh Kiệt, tin anh Kiệt. Để cho nên là họ nhìn đi, thì lúc đó họ tin. Còn bây giờ mình cái hỏi cái liền á, đó là mê tín. Mình ở đây cha mẹ không có mê tín, cha mẹ là thiện, Kiệt là thiện, vàng thiện không có sợ lửa. Sợ lửa đâu dám ngồi đây, đây ổ kiếp lửa đó biết không. Những gì Kiệt nói nó sẽ từ từ nó sẽ xảy ra y như cuộc phim. Và cuộc phim này Kiệt đã coi trước thì Kiệt chỉ nói lại thôi. Đúng ra mình coi phim á, mình không có nên nói để cho mình một cái bên nó hồi hộp nó nghe. Nhưng mà phim này phim đời, phim thiệt, sanh mạng á, sanh ly tử biệt á, từ đại đại tiểu phú như Tăng Hoàng Minh hay là Dạng Thịnh Thác mà hôm nay cũng vô họp á, là phim này là cần phải nói thiệt. Ngày mai á chiến tranh xảy ra, nước Việt sắp sửa có bị liên lụy bởi chiến tranh giữa Tàu và Đài Loan, Biển Đông dậy sóng, sẽ có nhiều khổ nạn. Nước Tàu sẽ có nhiều chết đói, nước Việt nhiều chết đói. Khi con người đến độ cùng cực bị cái nghiệp quả mà do chúng ta bao nhiêu năm nay tạo nên, thì từ đó mới có cực ác thành cực thiện. Bây giờ mình đang sống ở thời gian gọi là đại cực án, đại khổ. Mình nói khổ, nhưng mà những người chết Covid, thân nhân của mình, bạn bè của mình cách đây 1 năm, họ còn khổ hơn nữa. Họ không có đủ phước như cái Âu này không? Ông Hải Âu
Tại vì lúc đó họ vẫn còn cái nghẽ. Tại chuyện đó nói trước khi Covid xảy ra. Nhưng mà khi cái nghẽ họ keo, họ lên giường bệnh rồi, dính con Covid rồi, một buổi chiều đi tiệc về rất là sung mãn, ăn chơi nhảy đầm ca hát, sau đó ho chút chút lên đó và ngứa cổ chút chút, từ từ hai tuần sau, làm sao họ có đủ thời giờ như chúng ta hôm nay qua được cái Covid, mình hết Covid thì đã thắng rồi. Mình còn ngồi đây là mình còn có đại phước đức. Nhưng mà cũng tiếp tục đi, đừng có tin những gì chị nói. Giờ giàu trong trăm bây giờ có đang quay lại nè, cũng đừng có tin những gì chị nói. Ngày xưa ai dám nói không nổi nó quay lại. Cán trọng 10 năm không quay lại, bây giờ đảng còn hoài và nắm lại. Tự nhiên điên á, cái gì Hunter Biden. Cái lắm mấy trăm bạc, cả chục mẹ còn rác đi không, đem đi sửa, còn quên lấy về. Quý vị nghĩ nó quên hay là bị mấy gì che mắt che mũi nó vậy? Cơ trời đó. Ai mà họ đầu cái clip đầu buổi vô đây nói chuyện nói, ai mà tính từ những lời chuyện nói 3 năm về trước thì so lại đi, người nào mà làm ra cái cuốn sách người đó sẽ vào triệu phú á. Chuyện nói sẽ có hai người đàn bà bị hành tội, chuyện nó chưa xảy ra. Chuyện nói Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, chuyện nó chưa xảy ra. Chuyện nói Đức Thầy sẽ xuất hiện, chuyện nó chưa xảy ra. Chuyện nói cờ vàng mai thập đỏ cắm ngược trở lại Dinh Độc Lập chưa xảy ra. Còn bao nhiêu chuyện khác đều xảy ra hết. Thì coi như chuyện chưa từng nói lời nào, giờ phải chờ xem. Còn bao nhiêu chuyện nói chúng thì cứ quên đi. Có người mình mau quên đó, mình cứ đâu quên đi. Tiền ảo, tiền giấy, rồi bệnh gì gì đó. Một người mà xẹt ngang, nghe chuyện, rồi cái nghe cái khúc cái từng mấy phút nghe ông nội này á, nói chuyện không có văn qua là phát ghét. Cái đó là cái chắc của người đời thời nay này. Họ thích ai nói lưu lót văn qua lanh lẹ được. Nhưng mà họ không bao giờ ngờ, cũng giống như tất cả những cao đồ hay những người tu đạo giỏi bên Hòa Hảo cũng không bao giờ ngờ. Cha mẹ chư Phật Đức Thầy không để trong người cực kỳ lưu lót ở thế gian này mà lên nói, thì có khác nào một cái trường huấn luyện xứ Ngông Diên hay huấn luyện cái đài VTV hay mấy cái đài Việt Nam, mấy xứ Ngông Diên. Nó nói như con vịt vậy, như cái máy bấm vậy, rất là giỏi chữ nghĩa. Nhưng mà lời không có thật. Phải để cho cái thằng dốt học lớp 4 nước Việt Nam qua Mỹ năm 79 đi làm ruộng rồi dược biên rồi qua đây cũng không biết tiếng Mỹ mà hôm nay còn nhớ được tiếng Việt mà nói được 180 mấy clip. Cái đó là cái đại phước của nước Việt mà tại sao họ không khen đi? Tại sao hai con ông cháu cha qua đây có 2 năm làm neo về Việt Nam nói chuyện ngậm hết đi? Thôi mày qua Mỹ 2 năm mày quên tiếng Việt thôi. Công nhận nó mày giỏi thiệt á. Thôi mày làm gì vậy? Neo ra mà ngọng. Nó cà đớ cà đớ. Đừng nghe những gì chuyện nói, đừng nghĩ những gì chuyện làm. Cái quan trọng gia đình mình có hạnh phúc, quan trọng những gì chuyện nói, nó có hữu ích cho đời sống mình. Kiệt chỉ muốn nhiều người còn thấm thoát qua cái tận thế này. Thì muốn nhiều người biết được là trời Phật rất là thương chúng ta, rất là màu nhiệm. Thì muốn biết tất cả những ma tăng thời nay sau này phải thay đổi cái đường lối dạy Phật tử của họ và phải tôn trọng cha mẹ. Để dìu dắt nhân sinh đi về cõi trời mà bên đại thừa gọi là cõi Phật A Di Đà, ngày có thật, cõi của ngày có thật. Nhưng mà mấy ông chỉ là dạy gọi là dạy ác á, mà nó không có thiệt, nó không có hữu ích, nó không có sanh ra đời sống thực tế và trí tuệ, nó chỉ có quyền ảo thôi. A Di Đà Phật hay là tạo phá tu này phá tu nọ, nãy giờ mình là phá tu rồi đó, 5 phút cũng là một phá tu. Còn cách bài vẽ hay là ngồi ăn nói
Tiền mà áo này chị phải nói chuyện vô này. Tiền mà áo vàng chị sẽ nói chuyện rất là kiểu áo vàng. Nhưng mà trong 2 tiếng chị nói ra những cái ý nó rất là ít. Tại mình phải đi một vòng lễ nghi, rồi một vòng chậm chạp. Thời nay á, nhờ ăn nói đi thế này, quý vị nói trong âm thanh của chị có điểm ca những cái bài yêu quê hương, nhớ Việt Nam, hay là nói những cái lời đều là có điểm thanh trong đó. Ở những lời của những vị thầy, những ông cha, những vị mà nói chuyện trên mạng cho con chiên, cho Phật tử, những lời rất là hay. Nhưng mà những lời trượt, cái âm thanh của con người mình nghe nó có thanh và có trượt ở trong trí não mình nhỉ? Những người bị trượt đi nghĩa địa hay là đi đám tang của người thân nào, con ma nó cũng biết là cái giọng đó của ai, nó cũng nể ám thần. Ở cái cõi vô hình thì có chứng sắc. Quý vị rất là thương thiệt, rất là nể dùng cho quỷ thần. Còn ở cõi hữu hình này, con Phật hay là con quỷ, khi mình mang vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, mình đâu còn nhớ mình là ai, mình có tiên, mình Bồ Tát hay là mình con có thiên ma. Nó chỉ nó xóa hết, rồi nó sẽ lớn lên theo dòng đời và theo môi trường nữa, theo cái chỗ mình ở nữa. Người đầu thai vô cái gia đình của một gia đình nào, thí dụ như một Bồ Tát thì đầu thai vào một cái gia đình bất đạo nghiệp, nghèo hay là sang hay là hèn không có quan trọng. Một vị Bồ Tát chọn một cái nơi để mà không có cần anh em cha mẹ lo cho mình nhiều, để cho bớt có mắc nợ họ. Và đồng thời một vị Bồ Tát lúc nào cũng bị anh em cha mẹ là coi như là con ghẻ vậy đó, ăn cũng phải ăn sao, rồi cũng không có được cưng chiều như những đứa con anh em trong nhà. Đó là những vị Bồ Tát chọn những gia đình như thế. Còn con quỷ nó thích chọn vô gia đình ai không? Những gia đình có sân trước sân sau nhiều lắm, để chi nó phá của cho lẹ mau sạch, kiểu của nó vậy. Lục nhân quả mà, quý vị không tin đi coi từ gia đình đi, có bao nhiêu đứa con nhà giàu, bao nhiêu tiền mà phi nghĩa mà tồn tại thế gian này. Cha thì ăn hối lộ, từ đầm từ cắt, nói láo nói gạt mỗi ngày để đem tiền về. Thằng con thì đi lấy ăn đánh bài hay là ăn chơi hút sách cho gái đoạn. Gần đây có câu chuyện Việt Kiều Mỹ đi về Việt Nam cho tiền ghệ, rồi cuối cùng giờ bị chi cứu, bị ở tù á. Bây giờ thẳng tay mình nói trên mạng luôn á, bắt thang lên hỏi ông trời, bắt tiền cho gái có đòi được không? Đã bị ngu rồi thì về Mỹ mẹ đi không? Còn phải đi đòi nữa, bây giờ bị ở tù. Thấy gì đạo Phật có gì có thấy vậy không? Đó là tại họ không có biết tu. Cái nghiệp của mình đã mắc nợ, nó bị nó gạt 700-800 triệu rồi chó đi không, còn hâm vỏ nó đòi. Rồi có lòng nhỏ nó cao cơ, có lòng nó cơ là em đi trả tiền anh lợi, anh hẹn quán cà phê đó. Rồi cái công an đi ra cái bắt quả tang, ê mày làm tiền nhỏ này hả? Người ta đâu có biết tính chuyện cũ đâu, đâu có biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết được Việt Kiều đi đi chặn tiền của người ta, có cái tin tức đó. Quý vị coi lại đi. Thế như là Phật nhiều chuyện vui thế gian này, cười hello. Trời ở đây tại nó xanh hả? Lâu quá mới gặp. Tóm lại quý vị, những lời việc nói đều là với người quay đầu về chồng với cha với Phật thôi, thì những người truyền tin thôi. Cảm ơn cha đình, cảm ơn chị. Sau này tất cả những đứa con họ thiên trên thế giới mấy chục triệu người hiện tại, trong tương lai sẽ lan rộng khắp toàn cầu theo y pháp bất y thành, theo 12 giới luật,
theo một tràng kinh khác, Tam Đại Tạng Kinh của Phật. Người nào căn cơ cao thì cao, để mà sau này truyền cái đạo Phật, đạo Phật có hiện giờ là si đòi nha, gọi là pháp nạn. Cái thiên tâm á, việc nhận lệnh với cha và hội đồng chư Phật để đem cái đạo Phật trở lại, thịnh trở lại. Thì những người nào hiểu và góp sức, giống như mấy đệ tử đây nè, và phụ giúp rồi tự tâm thôi, vậy không, mình không có ấy gì hết, đứa nào hiểu được thì là hộ pháp, thì cha mẹ và chư Phật rất là thương để mà loan truyền cái đạo Phật khắp toàn cầu này. Khi đạo Phật khắp toàn cầu này nó cũng giống như một cái nước cam lồ tẩy trần, tẩy sạch cái trái đất này, không còn trượt nữa, không còn hận thù, không còn oán ghét, không còn người giàu ăn hiếp người nghèo, không còn sự bất công của quốc gia mạnh ăn hiếp quốc gia yếu nữa. Một cái thế giới rất là cực kỳ thông minh và giàu sang, ai cũng cảm thông lẫn nhau. Những nguyên thủ quốc gia đó, họ không có còn khối cộng sản hay khối quốc gia hay Âu Châu. Tại sao người Mỹ lại có cái đầu lương rất là cao, người Việt thì thấy rất là thấp, sau này cũng sẽ không còn nữa. Mình dùng cái chữ đại đồng thì Việt Cộng nói mình ăn cắp chữ, nó không phải đại đồng, đó là đại ngu, đại nghèo thì có. Còn cái đại đồng thì đại giàu sang và đại thông minh, hai cái khác nhau. Thì kênh Ngô Tuấn Kiệt Official ra đời do bề trên cho phép. Mà những ngày đầu phải đeo mấy cái mặt nạ, rồi những ngày đầu rất là khổ nha. Thứ nhất là khổ những anh em mình, lúc đó làm chủ hãng cũng 400-500 người, cái hãng rất khủng khiếp. Người Mỹ mà nghe tên mình mà nó giật mình, người Việt thì cái nghề Việt là làm không có liên hệ với người Việt nhiều, rồi nhân viên cũng có thường mình nữa. Sau đó mình ra có lực hay tiện thay vì tụi mày có ông chủ nó đi lấy tiền đi Las Vegas, mấy ông chủ bạn mình á là cầm cọc áp vậy, mỗi cuối tuần là ở San Jose là nó bay qua Las Vegas quýt bạc, còn mình ở nhà mình cứ gõ mỏ đọc kinh, rồi mình mua núi mua đất, rồi lấy chư đinh làm chùa. Rồi cái bắt đầu mình lên mạng, cái bị nhân viên mình nó gửi nó mình thùng, nó nói bây giờ mày miễn tao làm sao làm, tao phát lương mày đầy đủ, tao lãnh đạo cái hãng rất là sáng suốt và rất là tụi mày ô tham tiêu điều là được rồi. Còn cái chuyện đó là để mình ba lăng cái mai cho mình, nó tức là mình giải thích với người Mỹ mà làm cho kỳ vậy đó, để nó ba lăng cái đầu của mình, stress relief. Thay vì mấy người kia đi stress relief bồ hay là đánh gon hay là đi lát cây gái cũng bị nó lên án nha. Đấy, mà cái gì mà thấy bất thường là nhân loại cứ lên án kịp. Thì khổ nhân viên, khổ với bạn bè, khổ với anh em trong nhà, khổ với cộng đồng nữa. Mấy ông cộng đồng á, mấy ông mang danh chủ tịch cộng đồng, chứ thật sự mấy ông chỉ muốn lấy tiền của Mỹ lên profit. Rồi mấy ông á, lâu lâu á, làm phi vụ của Việt Cộng, chứ mấy ông không có thật sự lo cho cộng đồng. Rồi chùa cũng vậy, cái thằng Kiệt á, thằng khùng nó đi thờ thằng Trận Đạo Nguyễn Trật Tổ trên núi đầy hết. Đạo Phật là quy Phật, không quy quỷ thánh thần. Mấy ông cứ theo cái truyền thuyết mà xuyên tạc như vậy, khẩu nghiệp. Vậy chứ ông Nguyễn Trật là đại thần, hiện giờ là hộp thiên sông núi nước Việt, ông hiện hữu á, ông nói chuyện như kỳ quái á. Rồi ngày là lên Việt, ngày là Trận Đạo này là vua vua nước Việt trong cõi vô vi đó. Rồi năm ông mà tự sát 75, ông Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Khoa Nam, thì nói chuyện với mấy ông thường xuyên, sinh di tước tử di thần. Thì những cái gì đó người ta có tinh thần cao thượng, người ta sống làm tướng, tướng thời xưa, tướng thời nay, chết thành thật. Lúc mấy ông sống mà ông quỳ ai, mấy ông cũng hướng thượng là thờ Phật. Ngài Nguyễn Văn Trực cũng quy y Phật, ngài Trận Đạo cũng quy y Phật, mấy ngài là đệ tử của Đức Thầy đúng không? Thầy là quy y Phật, rồi quy y Phật Thích Ca, mình phục chiếc chân của ngài, quy nghĩa là phục đúng không?
mình phục thần, có nghĩa là mình cũng cùng một ước là quý với Phật. Tại sao đại thừa Phật tử lại không cho thờ cái ẩm? Thấy vô duyên không? Cũng là do cái danh từ giải thích. Hôm nay kỳ giải thích như vậy này. Cũng giống như bây giờ, Kiệt quy cha mẹ, quy Phật. Quý vị mến Kiệt ngồi đây, quý vị đâu phải quy Kiệt đâu, mà quá hình thức Kiệt cũng là cha với mẹ, đúng không? Thì mấy ông thần cũng là dạng vậy. Tại sao mấy ông là mấy thầy lại là kỹ như vậy? Là gì? Cái triết lý của mỗi vị thời nay đó, họ làm đủ mọi cách để mà dẫn dắt con của mẹ con của Thượng Đế đi cái vòng 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 giống như điên gà mở cứ mãi vậy, đi hoài vậy, đi đến nào mày chóng mặt mà lù khù mày ngã ra thôi, mất một đời tu hành đi xuống địa ngục, thầy trò đi xuống cầu, mình không đi xuống buồn lắm, đi đông cái vui như đi đám cưới vậy. Nhưng thầy phát quà thầy nay cũng vậy, coi chừng nữa quý vị biết rõ hết. Tất cả những vị thầy trên mạng mà nổi tiếng đều có mấy chục ngàn dư lượng viên ủng hộ, và nó làm những cái kênh là nó khen tặng là view này nọ, thì không có ai hết nha, tự động là tự phát hết. Hai cái rất là khác nhau. Thì bây giờ mình mới hiểu được ở ngoài kia đó, không phải Phật tử nào cũng cà gù cà gà, mà có một số vẫn còn có một chút trí tuệ đó, chút chánh kiến, nhưng mà đa số đó, là họ chấp nhiều. Giống như gần đây có một số lên mạng nói là một đời một đạo. Không có, Phật Thích Ca với thầy có nói đạo là do thời gian có thể uyển chuyển, có thể thay đổi, pháp có thể thay đổi, nhưng mà mình lấy học pháp để mà mình thanh lọc cái tham sân si, để đưa mình về cõi trời, ra trí tuệ, ra thành thông. Đạo Phật cuối cùng cốt lõi là trí tuệ sanh ra thành thông. Thành thông nó tự nhiên khi mình có trí tuệ. Thì nó phải thay đổi. Còn mình mà chắc thầy tôi 10.000 năm trước dạy vậy, tôi cũng ngồi đúng chỗ vậy thôi, đi học Phật cái gì? Đạo Phật là thời nay trong kinh Phật ngày xưa có nói áo vàng không có độ được đời, áo đen á, ông mạo á, nhiều khi độ được á. Quý vị nghiên cứu lại những cái lời của Phật Thích Ca nói đi. Chuyện hôm nay ngồi đây xuất hiện không phải tự nhiên, mà đã hàng nghìn năm rồi. Trong những kinh điển cũng có nói, những cuốn sách của những nhà tiên tri của Mỹ Notre Dame cũng có nói. Sau này ở cái thời thế đất rất là náo loạn, quay cuồng, thiên tai, bệnh dịch, đói rách, chiến tranh khủng khiếp, thì sẽ có một vị chuyển lưng thánh dương từ cõi trời xuống chịu khổ với chúng sanh. Chuyển lưng có nghĩa là một người đầu thai nhiều kiếp, nhiều đời. Mình không có xưng thánh thiên thần vị đệ, trong kinh điển đều có nói. Người nào mà ráo rốt kinh điển tự nhiên họ sẽ hiểu, còn những người không có hiểu kinh điển thì cứ từ từ ghi nhận và nghiên cứu lại, so sánh lại. Thì trả lời cái câu của bông Âu,